Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang xem nhà đẹp trên kênh nhà đẹp NTN. Hôm nay mình rất hân hạnh được giới thiệu cùng với các bạn một mẫu nhà mái chữ A ở khu vực nông thôn. Đó. Mình đứng xa hơn một chút nữa để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn. Đó. Ngôi nhà được làm trên diện tích đất 1.500 m. Nhưng bác này bác đông con nên là bác làm gọn về cái phía bên sườn phải của đất. Và ngôi nhà này thì được thiết kế có một tầng âm ở bên dưới. Vì khu vực nông thôn nên là cái tầng âm bên dưới thì cũng có rất nhiều ý nghĩa. Và phía trước thì bác đang trồng cây rồi. Rất là đẹp. Ngôi nhà thì cũng đang trong quá trình hoàn thiện nên là sân và cửa thì vẫn chưa xong. Nhưng cũng vì lâu rồi mình chưa có mẫu nhà nào để các bạn tham quan. Nên thôi. Chủ yếu là chúng ta xem để tham khảo cái cách thiết kế của ngôi nhà, chứ còn cũng mọi cái vấn đề khác thì cũng chưa quan trọng, phải không các bạn? Đó thì cái hệ mái đằng trước thì có hai mái, nó tượng trưng cho mái vợ, mái chồng, và nó chính là cái mái ấm gia đình. Và đã được thiết kế 5 bậc để đi vào trong nhà. Giới thiệu thêm với các bạn, thì cái ngôi nhà này có chiều dài. Chiều sâu của ngôi nhà là 11 m. Và chiều rộng là 9 m. Thì cái khoảng phía trước này là bác làm thụt lại 1 m. Như vậy. Thì cái khoảng phía trước này còn 8 m. Các bạn nhé. Giờ mời các bạn đi xuống phía sườn dưới này. Bên trên thì bác đã lập mái ngói các bạn nhé. Giờ mình đang trở xuống phía dưới nha các bạn nhé. Và đây là cái đốc bên sườn phải của ngôi nhà này. Đó, thì như giới thiệu ban đầu với các bạn thì bên dưới này bác đã thiết kế một cái tầng hầm. Nhà đất rất rộng nhưng mà 3-4 con nên là vẫn phải chia khoảng ra như này. Đó, bên dưới thì bác đã làm cái tầng hầm để tất cả những cái đồ đạc dụng cụ của nông thôn thì nó rất nhiều đồ các bạn ạ. Và dưới gầm này thì bác thiết kế một cái phòng ngủ này. Phòng này có thể làm dùng phòng karaoke gia đình hoặc là phòng ngủ vẫn được. 15 m đấy ạ. Vâng. Dài là 15 m. Sảnh 2 m là được rồi. Em vừa bảo 15, 14, 15 anh cứ cãi 11. Sảnh 2 m 17. Nhà mình bác còn không nhớ. Làm nhiều tiền quá nên là quên hết rồi. Đấy, xin lỗi các bạn nha, lúc trước giới thiệu là 11 m nhưng mà thực chất ngôi nhà này 15 m không tính sảnh. Sảnh của nó là 2 m nữa các bạn nhé. Và bên dưới gầm này thì bác cũng có thiết kế một cái phòng vệ sinh ở vị trí kia rất là rộng. À, khoang dưới đây là làm bếp ở dưới đây. Trên chỉ phòng ngủ và phòng khách thôi. Bàn ghế thì nguyên khối xẻ ra nhé, ngon bổ rẻ. Nông thôn chỉ cần thế thôi các bạn. Làm khúc xà cừ xẻ ra là được bộ bàn ghế rất là ấm cúng. Đó, đây là khoảng nhìn từ trong nhìn ra. Giờ mời các bạn đi vào trong nhà nhé. Ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện nên là sân thì vẫn chưa làm được, cửa thì vẫn đang chờ thợ. Thợ mới giao cho mỗi cái khuôn thôi. Cái khoảng này có chiều rộng sảnh là 2 m nhé, chiều cao đến trần là 4 m các bạn nhé.
Vào phòng đầu tiên thì bác đã thiết kế cái phòng thờ ở đây luôn. Và ngay bên cạnh là khu vực phòng khách. Tổng diện tích của cái phòng này là 4,5 m nhân với 8. Rộng 4,5 m và dài 4 m, dài 8 m các bạn nhé. Và chính giữa thì bác đã thiết kế một cái hành lang 1,1 m để đi vào hai dãy phòng hai bên. Thì bên trên này bác đã thiết kế 4 phòng ngủ. Phòng ngủ rất rộng luôn. Phòng ngủ của bác là 4x4 các bạn nhé, 16 vuông đét. Rất là thoáng rộng luôn. Ở nông thôn thì cũng chỉ cần như vậy thôi ạ. Và đây một phòng nữa. Phòng này cái chiều ngang có vẻ hẹp hơn một chút, khoảng 3,5 m x 4. Đó. Phòng ngủ số 3. Phòng này lại rộng, 4x4 16 và cửa sổ thoáng đẹp. Mình đi tiếp về phía sau nhé. Phía sau của bác cũng có một phòng ngủ nữa, phòng này cũng được 16 m² và cửa sổ rất là rộng này. Và lại còn có một cái khe thoáng nhìn về phía trước. Đó. Mình chuyên đi quay những mẫu nhà thực tế ở nông thôn để chia sẻ với các bạn có nhiều sự tham khảo. Rất mong các bạn làm ngôi nhà mới của mình được như ý. Mọi chi tiết thì các bạn cứ liên hệ với số Zalo của mình 0945032392. Mọi chia sẻ của phía mình đều chân thành cởi mở. Chỉ mong làm sao các bạn sớm có một ngôi nhà đẹp như mong ước. Đó, phòng vệ sinh, phòng tắm thì cũng đủ dùng thôi các bạn ơi. Không rộng, phòng này chỉ được hơn 2 m² thôi. Và được thiết kế ô thoáng. Nhưng điểm lưu ý của cái phòng vệ sinh này nhé. Các bạn làm mới, các bạn thiết kế cái ô thoáng kịch lên kịch trần cho mình thì cái độ thoát khí nó tốt hơn các bạn nhé. Thế làm nâng trừng này là cái độ thoát khí của nó không tốt đâu ạ. Và thêm một điểm nữa là khi làm cửa thì các bạn nên làm cửa phía dưới này hở cho mình thêm một chút nữa nhé. Để khi các bạn đóng cửa lại thì nó vẫn có sự thoát khí tự nhiên, bạn không cần bật quạt. Nó vẫn sẽ hút khí và nó thông thoáng. Và còn thêm một cái điểm nữa là chẳng may mà người nhà mình ở trong đó có cái sự việc gì thì các bạn còn dễ phát hiện và cứu trợ những cái sự cố bất ngờ đó. Và phía này thì bác cũng thiết kế thêm một cái cửa, cái đường để đi xuống dưới tầng hầm các bạn nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mọi chi tiết thì các bạn cứ xuống dưới phần mô tả video, mình sẽ điền thêm những cái thông tin của ngôi nhà để các bạn tìm hiểu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.